Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đến series 1 năm cày chay. Và hôm nay cũng đã là ngày thứ 21 rồi. Chúc anh em sẽ có một tháng mới gặp nhiều điều may mắn nhé. Thấm thoát trôi thì cho đến hôm nay là tuần thứ 3 rồi. Còn một tuần nữa thôi là series này đã được mốc 1 tháng rồi. Mỗi tuần thì anh em mình sẽ gặp nhau một lần và cùng xem trong tuần vừa qua sẽ có gì nhé. Trong những tập trước thì như anh em cũng đã biết là hiện tại mình vừa đập được Rigger lên cộng 4 rồi, đúng không nhỉ? Nhưng những người chơi SC Online lâu năm thường có câu những con số không nên dừng lại, đó là 4, 7 và 9. Và đương nhiên rồi, hóa bạc Rigger chính là điều mình luôn hướng tới. Và mời anh em cùng xem quá trình này nhé. Tự mình mở bát cho chính bản thân mình luôn. Ôi giời ơi. Bình thường là ngày nào cũng mở bát cho anh em hết. Bình thường là ngày nào cũng đập kèo của anh em để mở bát hết. Và đa số những kèo mở bát nó rớt hết. Thì không biết là cái kèo mình mở bát nó có lên hay là không đây. Ặc cày chay mà, ặc 1 năm cày chay đấy. Lên rớt là tiếc lắm, phải xài để bảo vệ thôi. Rồi, chúng ta sẽ có một con Rudiger SPL mở bát. Rudiger cộng 5. Ôi trời ơi. Ôi, kèo đập đầu tiên của series này cứ thế mà về lại thôi. Nhưng không sao, khi nào có thể bảo vệ hoặc có thể làm lại, mình sẽ tiếp tục đập. Đập cho tới khi nào lên thì thôi. Căn bản là giờ giá của Rigger hiện tại cũng khá là cao, tận hơn 70 tỷ cho một cầu thủ cộng 5. Lên được Rigger FPL này thì chắc chắn Mandini Icon sẽ là cái tên được mình ký hợp đồng cho đội hình này đấy nhá. Trong tập trước thì có 4 cái tên mà mình muốn đem về. Thứ nhất sẽ là phù thủy Ronaldinho Icon. Thứ hai sẽ là vị vô của Manchester United Eric Cantona. Thứ ba sẽ là một cầu thủ chạy cắn Luis Figo. Và cuối cùng là tiền vệ phòng ngự mạnh nhất nước Pháp Patrick Vieira. Tất cả đều là một Icon luôn. Thì người được mình lựa chọn đó là Kean Edrich. Người ta bảo xây nhà thì xây từ móng, và đương nhiên sẽ là xây phần thủ trước. Nhưng hiện tại mình muốn hoàn thành hàng công càng sớm càng tốt. Những cái tên như là Drogba hay Cantona này chắc chắn sẽ cùng mình đi đường dài đấy nhé. Vì thật sự để mà trong tầm giá này, trong vị trí này để kiếm được một cái tên nào thay thế cũng thật sự là rất khó đấy anh em nhé. Một điều mà có lẽ anh em ít khi để ý tới đó là phần huấn luyện viên. Và ở đây cùng mình xem cách chọn lọc cũng như là setup huấn luyện viên hiệu quả nhé. Ok, hello anh em, bây giờ chúng ta sẽ vô phần huấn luyện viên nhé. Cái mic của mình hơi ồn một chút xíu, kiểu như bên ngoài á, chó sủa, tiếng chó sủa ở đồ này nó hơi ồn. Anh em thông cảm nhé. Rồi, tập trung chuyên môn nào. Chúng ta sẽ đến với phần huấn luyện viên. Đây có lẽ cũng ít người để ý nhá. Mình căn bản là trong những series 30 ngày trước ấy mình cũng không làm. Thì trong tuần vừa qua mình đã để dành được 12.000 CP rồi. Đây. Đầu tiên sẽ là chúng ta sẽ nhấn vào phần quản lý đội tuyển dụng. Từ trước mắt. Trước mắt theo mình thấy là hiện tại mình chưa có bất kỳ một huấn luyện viên nào hết. Đó, tất cả huấn luyện viên này ấy đều là mở ra từ cái gói thôi, đều là không thể thuyên chuyển được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em để có thể nhận được những cái huấn luyện viên thật sự là nhiều sao hơn nhé. Đây rồi, đầu tiên sẽ là tuyển huấn luyện viên đi. Đương nhiên rồi, ít nhất mọi người phải tuyển được 3 huấn luyện viên. Trước mắt thì trong đội tuyển dụng của mình ấy đã có một huấn luyện viên 1 sao rồi, thì bây giờ mình sẽ tuyển thêm 2 người nữa. Đây, nhấn một phần quản lý tập luyện nhé. Và đây này, cái chỗ này là mọi người nhấn phát triển. Mọi người phải phát triển cái huấn luyện viên này lên một level cao nhất của anh ta, sau đấy mọi người mới thuyên chuyển được. Đây, tiếp tục nhé. Rồi, thuyên chuyển qua. Đầu tiên thì đội tuyển dụng của mình hiện tại đã có 3 người rồi. Bỏ vô là 3 người. Thì ở cái mốc này, mốc 3 sao thì mọi người sẽ nhận được một huấn luyện viên là 2 sao. Mình cũng sẽ tuyển lại. Mình tới đây ấy, mình cũng sẽ tuyển loại huấn luyện viên 3 lần để lấy thêm những huấn luyện viên 2 sao nữa. Cái này ấy, mình xác định là chơi lâu dài nên là mình muốn xây dựng một dàn huấn luyện viên 5 sao hết luôn. Tham vọng phết đấy, nhưng mà không biết có, trong 1 năm thì có thể làm được hay không. Đó thì bây giờ cũng vậy thôi, huấn luyện viên 2 sao thì mọi người cũng phải tập huấn cho anh ta. Đó, cũng phải tập luyện cho anh ta lên mốc cao nhất để có thể gọi là thuyên truyền qua nữa. Đây, 12k bây giờ còn 9k mấy à, nhanh nhở. Vậy thì hôm nay mình chỉ hoàn thành được tầm 2 dòng thôi. Đâu rồi, à mình chưa thuyên truyền à. Đây, có cái mốc thuyên truyền đây. Bên ngoài thì tiếng... mấy con cầy nó sủa hơi ồn, anh em thông cảm nhé. Mình cũng không muốn nhưng mà chịu đâu biết sao giờ, ngày nào mình cũng phải nghe hết. Đây, cái này ấy, khi mà mọi người để huấn luyện viên 1 sao, mỗi huấn luyện viên 1 sao ấy
thì tổng cộng lại sẽ được 3 sao, ba cái này gọi là kim cương đi nhỉ, 3 kim cương thì mọi người sẽ nhận được cao nhất là huấn luyện viên 2 sao thôi. Và khi mọi người đến lên 6 sao ấy thì mọi người sẽ nhận được một cái huấn luyện viên 3 sao. Đây mình sẽ tuyển dụng tiếp đi. Đó. Huấn luyện viên 3 sao đây. 2 dòng. 3 sao. Còn 2 sao thì chắc là mình không lấy nữa đâu. Mình sẽ tập trung chọn mức huấn luyện viên cao nhất thôi. Vẫn sẽ là những cái bước như cũ, mọi người sẽ phát triển, bắt buộc phải phát triển rồi, phát triển lên một mức cao nhất thì mọi người mới có thể thuyên chuyển qua được. Đây, mình sẽ phát triển hết. Thấy không? Cái CP nhanh nhỉ, lúc nãy là 12.000, bây giờ mình chỉ làm vài bước, bây giờ còn đúng 6.000 thôi. Giờ thì còn đúng 5.000 thôi, nhanh nhỉ. Vẫn phải thuyên chuyển qua. Cái này mình tuyển ấy thì có thể thuyên chuyển được, nhưng mà những cái mà mình mở ra không thể nào thuyên chuyển được nhé. Đây rồi. Và hiện tại mình đã có 9 kim cương rồi, 9 kim cương thì chúng ta sẽ có một huấn luyện viên 4 sao. Một huấn luyện viên 4 sao. Đây rồi. Cái này thì chắc là mình sẽ cái này thì chắc sau này mình cũng sẽ sa thải hết thôi. Đó, chủ yếu là mình sẽ hướng tới huấn luyện viên 4 sao. Đây. Tuyển nhé. Ôi lát thế nhỉ. Đây, một huấn luyện viên 4 sao đầu tiên. Đó, mình sẽ tuyển 3 huấn luyện viên 4 sao luôn. Đây rồi, chúng ta vẫn sẽ phát triển, nhưng mà căn bản là còn 3k, mình không biết là đủ hay không. Chắc là đủ cho 2 người thôi, chỉ đủ dành cho 2 người thôi. Chắc là cái này 1 tháng mình sẽ lên clip 1 lần đi nhỉ. Giờ mới 3 tuần thì hơi sớm quá, nhưng mà mình sẽ rút kinh nghiệm lại 1 tháng mình lên 1 tuần 1 lần thôi. 1 tháng thì căn bản chắc nó tầm được 15k. Mình nghĩ là 15k. 15k cái CP này. Đây. Rồi, tổng cộng là hết CP rồi này. Hiện tại mình còn đúng 60 CP rồi thì không làm gì được hết. Vẫn không đủ CP để thuyên chuyển qua luôn. Rồi, bây giờ mình đã có một huấn luyện viên 4 sao, mình sẽ thay vào đây nhé. Còn những cái 1 sao thì mình ấn chuột phải và sa thải. Đây. Mong là tháng sắp tới mình sẽ hoàn thành được nguyên một dàn huấn luyện viên 4 sao hết luôn. Ở cái mốc 4 sao ấy thì không, ở cái mốc tầm 12 sao á là có nghĩa là 3 huấn luyện viên 4 sao ấy thì mọi người có thể nhận được ngẫu nhiên. Tỷ lệ nó thấp lắm, 1% thôi, 1% được huấn luyện viên 5 sao. Đó. Thì chắc là 10 lần thì chắc sẽ được một lần huấn luyện viên 5 sao đấy. Đây là cái mình chơi lâu dài á, mình xác định chơi lâu dài luôn nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành nguyên một dàn 5 sao hết để tổng cái này á, tổng hết 3 cái này là 15 kim cương để có thể có tỷ lệ cao nhất ra huấn luyện viên 5 sao. Và đơn giản thế thôi, nãy giờ những cái bước mình thao tác hay là những cái mình làm ấy mọi người đã hiểu hết chưa nhỉ? Nếu mà mọi người chưa hiểu ấy có thể để lại bình luận bên dưới nhé. Ok. Tới đây được rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Mà cảm ơn làm gì nhỉ? Tiếp tục CD cái chay thôi. Quay trở lại với những công việc hàng ngày, vẫn sẽ là câu nói cũ, giả lập 5 trận, đã xếp hạng 1v1 5 trận, kèm thêm nữa là phải làm tất tần tật nhiệm vụ của sự kiện thì một ngày bạn mới có thể chắc chắn rằng kiếm được 1 đến 2 tỷ BP, và mình sẽ sơ lược qua một số sự kiện đang có để anh em cùng để ý nhé. Đầu tiên sẽ là Bilac, mới vừa có cách đây một ngày thôi, mỗi ngày khi đá một trận bất kỳ, bạn sẽ có một lượt quay đấy nhé, cứ siêng làm thôi, biết đâu vào một ngày đẹp trời thì một lượt miễn phí của bạn lại trúng jackpot thì sao nhỉ? Thứ hai sẽ là sự kiện Trung Thu, Hội Trăng Rằm. Mỗi ngày chúng ta sẽ có 3 lượt làm bắn đến từ 3 trận đấu bất kỳ trong game, và ngoài ra vẫn thêm một lượt làm bắn từ việc chia sẻ sự kiện. Vậy là mỗi ngày chúng ta sẽ có 4 lượt luôn rồi đấy nhé. Sự kiện thứ ba sẽ là Founder, nhà sáng tạo đầu tiên của SC Online. Trong tập trước mình có nhắc đến rồi, mỗi ngày đá 1 đến 2 trận xếp hạng rồi vào nhận quà thôi. Căn bản thì nhiệm vụ của sự kiện này cũng khá là dễ hoàn thành. Thứ tư sẽ là Ghi Bàn Quyết Định. Hôm nay đã là ngày cuối rồi nên thôi mình sẽ không quá nhiều lời đâu anh em nhỉ. Và cuối cùng đó là sổ tay. Trong clip trước thì vẫn có nhiều anh em hỏi là sổ tay này được free hả? Thì câu trả lời của mình là có đấy nhé. Anh em vào nhận những nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành, sau đó ấn vào phần nhận tất cả để nhận những phần quà free nhé. Và đây là tất cả những gì trong tuần vừa qua mình để dành được. Nhìn chung cũng khá là nhiều đấy chứ. Và cùng xem chúng ta sẽ có gì vào hôm nay nhé. Đầu tiên sẽ là phần vật phẩm may mắn, tổng cộng lại là 56 gói, nhưng vẫn là câu nói cũ, theo đánh giá của giới chuyên môn là chưa ngon. Mong là sắp tới, SC Online sẽ áp thêm nhiều vật phẩm tốt hơn hiện tại, như là gói từ cộng 3 tới cộng 8 chẳng hạn. Và đây rồi, phần BP trắng, nhắc tới mới nhớ, trong tuần vừa qua mình có dùng 10 tỷ BP còn dư lại để mua phôi đập Rudiger rồi, thế là tự nhiên mất toi 10 tỏi thêm 2 quả phôi trong đội hình nữa, đúng là công cốc thật sự luôn. Nhưng mà bại không nản, sắp tới mình vẫn sẽ hóa bạc lại mà thôi, chắc là tuần tiếp theo chẳng hạn. Và đây rồi, tổng BP thu được là 10 tỷ, thêm nữa là gói may mắn BP
BB cũng đem cho mình là 2 tỷ. Vậy là tổng cộng một tuần nhịn mình thu về 12 tỷ BB trắng rồi đó nha. Tiếp theo sẽ là phần mình thích nhất, top 4 thứ tôi luôn mong đợi khi cày chơi một tuần. Top 1 là mở thẻ, top 2 là mở gói cầu thủ, top 3 là mở thẻ các mùa, top 4 là mở gói cầu thủ các mùa. Mỗi tuần thì mình luôn nghĩ là nếu lỡ như bây giờ mở ra lửa thì sao nhỉ? Mình sẽ để lại dùng hay lại đem lên thị trường chuyển nhượng. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến nó thì Excel lại lại như tát thẳng vào mặt mình luôn. Không có lửa anh em ạ. Căn bản thì 124 gói cầu thủ ấy ra pháo hoa cũng rất là dễ rồi, mình sẽ không nói tới. Cầu thủ cao nhất trị giá là 3 tỷ, vậy cho là tạm được đi anh em nhỉ. Và sau khi đem hết lên thị trường chuyển nhượng thì tổng mình thu về là 27 tỷ trong một tuần. Phải nói tích như thế này mới còn sướng hơn cả CDK chơi trước mà mình từng làm luôn đấy chứ. Có lúa rồi, giờ thì đi dạo thôi anh em nhỉ. Có bốn cái tên mà mình đã chọn ra đây rồi. Đầu tiên sẽ là một tiền vệ phòng ngự mạnh nhất nước Pháp, Vira Icon. Giá của cầu thủ này hiện tại đang dao động hơn 35 tỷ một chút xíu. Và thứ hai sẽ là một tiền vệ quốc dân, Ferran Rijkaard Icon. Mình thấy thích Rijkaard này hơn, giá cũng hơn Vira một chút xíu thôi, tầm 50 đổ lại thì phải. Và thứ ba sẽ là một cầu thủ chạy cắn, Ronaldinho mùa Icon. Hiện tại thì kỹ năng tay cầm của mình cũng đã cải thiện một chút xíu xíu rồi. Để mà đem cầu thủ này về sau đó học thêm skill thì chắc cũng hợp lý đấy anh em nhỉ. Thứ tư sẽ là một tiền vệ đi, giá rẻ. Mình có nên đem về những cái tên như là Gira, Lampard hay Petit về trước để cho hàng thủ đỡ trống không anh em nhỉ? Nói thật thì trong tuần vừa qua mình đá cái đội hình chấp vá này ấy, có vài tình huống cầu thủ ngáo mà mình bực thật sự luôn ấy. Và đó là những cái tên mình đang hướng tới, mong là anh em cho mình xin thêm ý kiến để có thể đưa ra một quyết định phù hợp nhất nhé. Quay trở lại với đội hình thì hiện tại, đầu tàu đang là Drogba Icon, vị trí CAM sẽ do Cantona đảm nhiệm. Tính ra Cantona này đa năng phết đó nha, đá cắn cũng được, đá rửa cũng ok luôn. Trước giờ mình cứ nghĩ Cantona chỉ đá ở CS mà thôi, nhưng từ khi đem về lại khai thông ra thêm nhiều vị trí nữa. Đúng là series 1 năm cày chay này thật sự cho mình rất là nhiều trải nghiệm mới luôn đấy. Và ở ngày thứ 14 mình có gì? BP bên ngoài còn dư hiện tại là 29 tỷ và giá trị các cầu thủ trong đội hình là 60 tỷ. Tổng kết lại là 90 tỷ luôn rồi, công nhận mới đó mà phát triển nhanh thật sự. Mong là trong thời gian sắp tới mình vẫn có thể giữ mãi phong độ này để cống hiến cho anh em những gì tốt đẹp nhất của series 1 năm cày chay này nhé. Và chắc là hôm nay đến đây thôi. Nếu anh em thấy series này thật sự ý nghĩa, xứng đáng để xem, đừng quên cho mình xin một subscribe để cùng theo dõi những tập tiếp theo nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.